chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Nam. Ngày hôm nay Nam sẽ thực hiện một video để chia sẻ về một brand quần áo sportswear thời trang thể thao đã được nhận được rất là nhiều sự chú ý của cộng đồng streetwear và sneaker của Việt Nam trong những năm qua. Đó chính là Champion. Một điều thú vị là Champion không đơn giản chỉ là một brand quần áo thể thao hiện đại và bắt kịp xu hướng được mọi người đón nhận, mà thực tế là thương hiệu này đã có mặt ở nước Mỹ từ rất lâu. Lịch sử phát triển của nó cũng gắn liền với lịch sử phát triển của nước Mỹ cũng như là thời trang nam giới cổ điển. Vậy thì điều gì khiến thương hiệu này đặc biệt tới mức như vậy? Đó chính là nội dung của video ngày hôm nay. Trước tiên thì Nam sẽ giới thiệu sơ qua về lịch sử phát triển của Champion. Champion được ra đời vào năm 1919, tức là cách đây hơn 100 năm rồi, ở New York, Mỹ. Và khi mà mới ra đời đó, thì sản phẩm chính của họ là những cái áo thun thể thao, và đối tượng khách hàng chính của họ là những trường đại học của Mỹ, có những cái đội bóng chày, bóng bầu dục, vân vân. Và vào giai đoạn đó thì thời trang cũng như là cái nền công nghiệp quần áo của nước Mỹ nó chưa phát triển quá là mạnh, do đó mà Champion họ không có nhiều đối thủ trên thị trường. Và chỉ trong vòng 10 năm sau đó thì họ trở thành đối tác chính của rất là nhiều trường đại học cũng như rất là nhiều đội bóng nổi tiếng của Mỹ. Tới những năm 1930 thì Champion chính thức trở thành nhà cung cấp chính cho quân đội Mỹ về mảng áo thun tập luyện, áo thun thể thao. Và cứ như vậy, Champion trở thành một thương hiệu quần áo thể thao gắn liền với đời sống người dân Mỹ, gắn liền với những trường đại học Mỹ cũng như là những cái học viện quân đội của Mỹ. Và người ta nói cái lịch sử của thương hiệu Champion nó giống như một cuộc chạy marathon, chứ nó không phải là một cuộc chạy nước rút. Tức là nó cứ đều đều, nó cứ chậm rãi từ năm này qua năm khác, nhưng mà nó rất là dài hơi. Và trong giai đoạn 1940-1950 thì thực tế là lịch sử của Champion cũng không có gì quá đặc biệt. Đến những năm 1970, khi mà những bộ môn thể thao Mỹ như bóng chày, bóng bầu dục, bóng rổ trở thành một cái nền tảng văn hóa Mỹ rất là lớn và nhận được rất là nhiều sự chú ý của người dân, thì bản thân thương hiệu Champion họ cũng đã có những cái bước đi mạnh mẽ để đánh dấu sự xuất hiện của mình. Cụ thể là họ đã trở thành đối tác chính của NFL, National Football League, để mà cung cấp trang phục thi đấu cho giải đấu này. Và từ đó thì những cái sản phẩm của họ xuất hiện nhiều hơn trên truyền thông cũng như trên những cái giải đấu. Và tới những năm 1980 đánh dấu thời kỳ vàng son của Champion khi mà họ ký hợp đồng độc quyền với NBA, giải bóng rổ nhà nghề Mỹ, trở thành nhà cung cấp chính trang phục thi đấu cho tất cả 27 đội bóng thi đấu trong giải này. Và như các bạn biết là cái giải bóng rổ nhà nghề Mỹ nhận được rất là nhiều sự chú ý của người dân, và khi toàn bộ những đội bóng thi đấu trong giải này đều mặc đồ của Champion thì cái sức ảnh hưởng của họ lớn đến cỡ nào. Đỉnh cao là vào năm 1992, Champion trở thành nhà thiết kế thi đấu chính cho trang phục thi đấu của đội bóng rổ Mỹ lúc bấy giờ tham dự Olympic năm 1992, còn được biết đến với cái tên là Dream Team, đội hình trong mơ, bao gồm những cái tên huyền thoại như là Michael Jordan, Scottie Pippen, Magic Johnson, vân vân. Và cái mẫu trang phục của đội tuyển bóng rổ Mỹ năm 1992 này được thiết kế bởi Champion chính là cái item mà các nhà sưu tầm cũng như là những người đam mê sưu tầm đồ cổ thể thao rất là quan tâm ngày nay. Tuy nhiên là tới cuối những năm 90, nó đã đánh dấu sự thoái trào của thương hiệu Champion. Bởi vì lúc đó thì như các bạn biết, trên thị trường, trên thế giới xuất hiện rất là nhiều những cái thương hiệu thời trang thể thao khác. Bắt đầu xảy ra những cái sự cạnh tranh về công nghệ, về giá bán lẻ. Thì những thương hiệu mang nặng tính truyền thống ở Mỹ như Champion, họ lại bị tụt hậu về mặt công nghệ cũng như là chi phí sản xuất, do họ vẫn duy trì sản xuất ở Mỹ. Do đó mà vào đầu những năm 2000 thì Champion thật sự là gần như biến mất trên bản đồ thời trang thế giới cũng như là bản đồ thời trang thể thao. Và cho tới những năm gần đây thì với cái xu hướng thời trang là chúng ta đang quay về tìm lại những cái nét đẹp của những thập niên trước, thì brand Champion lại một lần nữa xuất hiện cũng như là trở thành một cái tên rất là lớn bởi vì cái lịch sử lâu dài của họ. Và ngày nay khi mà nhắc tới Champion, khi mà giới trẻ chúng ta, những người yêu streetwear và sneaker nhắc đến Champion thì có một cái item mà chắc chắn là ai cũng muốn sở hữu, đó chính là một cái hoodie. Thì theo Nam được biết, Champion chính là thương hiệu nghĩ ra cái item là áo hoodie trong lịch sử thời trang thế giới. Bởi vì vào thời điểm năm 1930 thì Champion rất là nổi tiếng với một cái item là cái áo sweater. Áo sweater hay như các bạn biết rồi là một cái áo dày, tay dài và cũng như là có cái cổ để mà giữ ấm cho vận động viên tập luyện vào mùa đông. Nhưng mà khi đó thì Champion nghĩ tới việc là họ sẽ gắn thêm một cái hood, tức là một cái nón vào cái thân áo của áo sweater để mà tăng cường cái mức độ giữ ấm cho phần đầu của vận động viên. Và đó là cái cách mà áo hoodie ra đời, và nó trở thành một cái item không thể thiếu trong thời trang thế giới ngày nay. Đó chính là một cái phát kiến lớn nhất của Champion trong lịch sử thời trang thế giới. Ngoài cái áo hoodie là một cái phát minh rất là lớn ra, Champion họ còn có một cái phát minh khác, đó chính là chất vải reverse weave. Reverse weave tạm dịch nôm na có thể hiểu nó là Champion họ đã thay đổi cái cách dệt vải ngược lại so với bình thường, để mà từ đó thì họ sẽ tạo ra một cái chất vải mà hạn chế co rút cũng như tăng độ bền trong quá trình sử dụng.
Và đến ngày hôm nay, mặc dù có rất nhiều sự lựa chọn về công nghệ sản xuất, nhưng mà Champion họ vẫn duy trì một cái dòng sản phẩm số lượng rất là ít, bao gồm hoodie và sweater với chất vải reverse weave đó, giống như là họ giữ gìn lại cái di sản của họ. Và thường cái dòng sản phẩm này nó sẽ mắc hơn những dòng sản phẩm thương mại bình thường một tí. Cái đặc điểm của cái dòng sản phẩm reverse weave này thì với đặc trưng là cái cấu trúc vải như vậy, nên cái bề mặt của vải nó rất là thô cứng, nó giống như là heavy cotton vậy đó, rất là chắc chắn. Cũng như là hai bên nách áo họ sẽ có hai cái rập may thêm vào, nhìn cái tổng thể cái item rất là cổ điển. Và nói tới sự cổ điển thì đó cũng chính là cái yếu tố mà Nam thích nhất ở Champion, khi mà trong cái cửa hàng của họ thì mặc dù có rất là nhiều những cái sản phẩm thương mại và phải make sure là mọi thứ nó đúng theo xu hướng màu sắc cũng như thiết kế, thì bản thân Champion giống như Nam vừa mới nói, với dòng sản phẩm reverse weave thì họ vẫn giữ lại một số ít cái lượng sản phẩm của mình rất là mang tính truyền thống. Giống như là ở đây Nam có hai chiếc áo Champion. Chiếc áo đầu tiên này là một chiếc áo mới Nam vừa mới pick up ở store ngày hôm trước. Thì giống như các bạn thấy rồi, thiết kế rất là đơn giản. Cái combo màu Nam thích là màu xanh navy cũng như chữ in màu vàng nghệ. Đây là một chiếc áo mới được sản xuất vào chắc là Nam nghĩ là năm ngoái thôi, và vẫn được sử dụng chất vải cotton của Mỹ cũng như là cái phần tạc vải nhìn rất là vintage. Và bên cạnh đó thì Nam có một chiếc áo khác, Nam mua đồ vintage cũng là của Champion luôn, và chiếc áo này nó có thể rơi vào những thập niên 1980-1990. Và như các bạn thấy là hai chiếc áo này cái hơi thở thiết kế nó gần như không có gì khác nhau cả, thậm chí là phần tạc áo, phần tạc vải này ngày nay với những cái sản phẩm mà commercial, tức là những sản phẩm thương mại á, thì Champion họ sẽ có những cái tạc khác, họ có thể là in kỹ thuật số, in decal thẳng vào trong cổ để cho thoải mái, hoặc là cái tạc họ dệt bằng lụa. Nhưng mà ở đây thì nó vẫn là một cái tạc vải cotton và in chữ Champion màu xanh cũng như cái size medium màu đỏ. Và đây là hai chiếc áo trên nhau khoảng 30-40 năm, nhưng mà về thiết kế, về những cái chi tiết thì họ làm gần như giống như trang nhau. Đó là cái Nam rất thích. Và bởi vì Champion họ đã từng là supplier, nhà cung cấp trang phục tập luyện thể thao cho quân đội Mỹ, do đó mà những cái đồ, những cái áo thun Champion thiết kế theo cái hướng quân đội này á, vẫn có thể dễ dàng mặc với những cái outfit classic như là quần kaki, ống suông, mang một đôi giày boot vân vân, rất là hay. Đây là hai chiếc áo như Nam nói là trên nhau khoảng 30-40 năm, gần như y chang nhau, Nam cảm thấy rất là thích. Ngoài ra ở đây thì Nam còn có thêm một chiếc áo thun basic của Champion có túi và chất vải heavy cotton. Đây cũng là một cái dòng sản phẩm mà Nam rất là thích, rất là classic của Champion, và các bạn có thể dễ dàng tìm thấy ở cửa hàng Champion tại Việt Nam. Và một chiếc quần short cũng vậy luôn, chất vải dù khá là basic, cũng như là họ sử dụng cái vải dù nhăn nhăn chứ họ không có sử dụng cái vải mỏng hay nhẹ dành cho thi đấu thể thao. Nó cũng tôn được cái sự cổ điển của thương hiệu này. Thì đó là những item của Champion mà các bạn có thể dễ dàng tìm thấy ở cửa hàng Champion tại Việt Nam. Thương hiệu này đã có mặt chính thức tại Việt Nam với giá sản phẩm rất là tốt. Thì đó là những cái chia sẻ sơ bộ của Nam về thương hiệu Champion. Và bây giờ Nam sẽ lên một số cái outfit với cái những cái sản phẩm của Champion này để gửi cho các bạn, là các bạn có thể mặc đồ của Champion theo kể cả những cái phong cách hiện đại cũng như là những cái phong cách classic. Nam hy vọng là video ngày hôm nay đã cung cấp cho mọi người nhiều cái thông tin thú vị cũng như là tạo được cảm hứng cho mọi người để mà lên những cái outfit thật là đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.